Sao mẹ lên đây ạ? Mẹ ngồi xuống đây đi. Thằng bé này là con của bạn con ạ, bạn cùng phòng ấy ạ. Mày coi mẹ mày chết rồi phải không? Rồi ôi, đàn bà con gái vượt cạn một mình nguy hiểm lắm. Mà tại sao mình không gọi mẹ hả? Con xin lỗi mẹ ạ, con là đứa bất hiếu. Nửa năm không thấy về nhà, gọi điện thì cứ quanh co, là mẹ biết ngay rồi mà. May phúc là mẹ tròn con vuông. Vâng ạ, thằng bé đáng yêu lắm mẹ ạ. Trộm vía cứ ăn no là lăn ra ngủ. Chà bố nhà nó, nhìn là giống nhà mình rồi. Con đẻ nó được 3 cân 2, chả tầm bổ gì, cứ sợ thằng bé bị suy dinh dưỡng. Sao lại không tầm bổ gì? Thế bố nó đâu? À, con sợ béo nên chả dám ăn, đỡ phải lo giảm cân mẹ. Tôi hỏi là bố thằng bé đâu? Bố nó đi làm mà mẹ. Thật không? Chị không giấu tôi chuyện gì nữa đấy chứ? Không ạ, chuyện này là tày đình lắm rồi, không có chuyện gì nữa đâu ạ. Chị mà giấu tôi chuyện gì nữa là chị chết với tôi đấy. Tôi tiến đây. Anh Bảo, cứu người là sứ mạng của anh đúng không? Cô Đào đây à? Có chuyện gì thế? Anh giúp mẹ con em với. Cô đang ở đâu? Có cháy à? Hay bị tai nạn? Có bị thương ở đâu không? Còn hơn cả cháy ạ. Anh mà không giúp, em chỉ còn nước đâm đầu vào đâu mà chết thôi. Mẹ, mẹ vào đây ngồi với con. Mẹ cứ ngóng làm gì, anh ấy sốt ruột ạ? Mẹ có ngóng đâu, mà mẹ chỉ lo nó sợ, nó không dám về chứ. Thì mẹ đừng mắng anh ấy là được. Anh ấy đến đấy. Dạ, cháu chào bác ạ. Anh ăn gì chưa? À, anh ăn rồi. Cậu ngồi đi, tôi vẫn còn trẻ, gọi tôi bằng cô cũng được. À dạ vâng, cháu chào cô. Tôi hỏi thật cậu, cậu có yêu con gái tôi thật lòng không? À, dạ cháu. Mẹ, mẹ làm anh Tiến sợ đấy. Chuyện này cũng không phải lỗi do anh Tiến ạ. Dạ thưa cô, cháu biết cô đang rất giận. Giận vì xót con, xót cháu. Bản thân Đào rơi vào hoàn cảnh này, cháu cũng cảm thấy rất thương ạ. Thế nhưng mà cháu nghĩ là sức khỏe của mẹ con Đào, cả về thể chất lẫn tinh thần là quan trọng nhất. Vì vậy cháu xin cô rộng lượng bỏ qua, mọi chuyện mình tính sau, có được không ạ? Anh Tiến nói phải đấy mẹ ạ. Mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi, ở đây chơi với bọn con mấy hôm rồi về. À, còn chuyện của bọn con, đợi khi nào hoàng cung cứng cáp, bọn con sẽ tính ạ. Dạ vâng, đúng đấy ạ. À, anh Tiến. Ơi, đến giờ đi làm rồi phải không ạ? Sao vừa về? À, không, anh Tiến làm tăng ca, làm cả ca đêm nữa mẹ ạ. Đúng rồi đấy ạ. Thế mới đủ tiền lo cho con, lo cho cháu của mẹ chứ. À, thế thì... À, thôi thôi, anh đi đi. Mà mấy hôm tới có mẹ em ở đây rồi, anh không phải đến nữa đâu nhá. À, thế tốt quá. À, dạ không. À, ý cháu là dạo này công việc của cháu cũng bận quá. Thế thôi, cháu xin phép cô, cháu đi ạ. Cháu xin phép cô. Nhưng anh không muộn nhá.